Đây, cái phiếu xuất kho vừa nãy mình mở là nó chỉ có mỗi số lượng đúng không? Và để mà phân bổ được các cái chi phí chung cho từng thành phẩm ấy thì mình phải tính được cái nguyên vật liệu trực tiếp chính là 621 của nó cho từng thành phẩm là bao nhiêu. Thế thì bây giờ cái giá trị xuất kho 621 đấy nó chưa có thì mình phải vào tồn kho. Chọn tính giá xuất kho. Tính trung bình tháng 17 tháng 1 mã kho 152 nguyên vật liệu. Đây này, vào lại cái bảng kê phía xuất kho nguyên vật liệu này. Mình xem lại xem nào nó đã lên số tiền hay chưa. Được không? Đây, xuất kho nguyên vật liệu đây nó lên số tiền rồi này. Đó, lên được số tiền rồi thì bây giờ mình mới tổng hợp là nguyên vật liệu của từng thành phẩm là bao nhiêu. Đây này, giống như cái bảng Excel này nhá. Mà tính được giá thành thì phải tập hợp được nguyên vật liệu trực tiếp. Nguyên vật liệu trực tiếp này mình sẽ chia ra tỷ lệ phần trăm là thằng này chiếm bao nhiêu phần trăm, thằng này chiếm bao nhiêu phần trăm. Tính ra được phần trăm rồi thì lúc đó tỷ lệ phần trăm này nhân với lại tổng cái tiền của các cái chi phí chung như là chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Hiểu không? Nhân ra thì nó sẽ ra được cái số tiền cho từng thành phẩm như thế này. Tỷ lệ phần trăm thì cột nào nó cũng giống cột nào. Mà để được cái tỷ lệ này thì đấy, phải căn cứ vào cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này để chia ra tỷ lệ phần trăm. Thế như cái của bạn nhá. Có nguyên cái này xuống này. Đây, nguyên vật liệu trực tiếp mà muốn lọc xem nào cái thành phẩm gạch 205 này là nguyên vật liệu bao nhiêu, gạch đặc 220 là bao nhiêu, hiểu không? Thì mình phải vào đâu để mình lọc đây. Thì cái này được cái bạn lại ghi rõ là cái mã ấy. Mình không có cái như lần trước mà mình đã chọn Có cái cái chọn theo đối tượng đấy. Xuất khẩu nó đây này, lọc lấy tài khoản 152 thôi, bởi vì xuất kho nguyên vật liệu mà. Cái thằng 220 đây, đúng không? 220 tổng tiền của nó 41256370, đúng không? Tiếp cái thằng 205 98799 tổng hợp được nguyên vật liệu đúng không? Sao? cái số lượng này nó lại tách ra làm hai dòng. Một cái là của đá, một cái là của xi măng ấy. Thì bây giờ mình tổng hợp được cái nguyên vật liệu của từng thành phẩm rồi, đúng không? Thì lúc này bạn chia ra tỷ lệ phần trăm. Rồi, thế này là mình tổng hợp được nguyên vật liệu nhá. Bây giờ đến tổng hợp cái nhân công, chi phí chung. Như vậy là lấy được tổng chi phí chung nhá. Tổng chi phí chung, thế là tổng của chi phí nguyên vật liệu, tổng chi phí của nó sẽ bằng, đúng rồi, làm tròn lên đi.